Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Cô Hải Crypto Thì nội dung trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn Hướng dẫn các bạn khai thác một cái dự án coi nha các bạn Đó là đào coi trên Telegram Đó là dự án Tab Swap Thì đây là một dự án thuộc mạng Solana nha Thì khai thác nó cũng giống như cái dự án đã từng lên sàn trước đây và đã thành công Đó là dự án Node coi nha các bạn Thì bây giờ mình sẽ cập nhật thông tin về cái trang đó là Twitter của dự án nha các bạn thì đây là một trong những dự án có cộng đồng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nha Thì uh, trang Twitter của dự án tham gia vào tháng 1 năm 2024 các bạn nè Thì uh, đến nay là tháng 5 thôi các bạn, cuối tháng 5 chuẩn bị qua tháng 6 Thì chỉ trong vòng khoảng 5-6 tháng thôi thì nó đã thu hút một cộng đồng cực kỳ khủng luôn Lên tới 3,7 triệu người theo dõi, triệu người follow trên Twitter của nó nè Đấy, một cộng đồng phải nói là cực kỳ khủng nha các bạn và mình cho các bạn cập nhật cái thông tin này à, đó là cộng đồng của nó hiện tại nè đã đạt cột mốc đó là 25 triệu người chơi nè đây là một cái cộng đồng phải nói là ở thời điểm hiện tại không có một cái cộng đồng nào bằng à, chỉ trong vài tháng thôi các bạn mà nó đã phát triển cỡ đó nha các bạn rồi và mình sẽ cập nhật cái thông tin nữa về cái mà cộng đồng của nó luôn nha các bạn rồi phía bên dưới nè À, đó là đây là số lần bấm nha các bạn đây là số lần bấm còn à, cái này không quan trọng đâu Còn đây là số thành viên là số thành viên đang khai thác nè là à, trên 28 triệu rồi các bạn còn đây là cái thành viên mà online hàng ngày là khai thác tích cực đó các bạn là hơn 13,2 triệu thành viên khai thác tích cực nè Còn đây là số thành viên đang online nè là lên tới 578.000 người đang online nha các bạn một con số phải nói là cực kỳ ấn tượng đối với một cái dự án đã coi miễn phí luôn rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký khai thác nha Rồi đầu tiên thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phòng bình luận nha Sau khi các bạn bấm vào đường link thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nè Các bạn bấm cho mình vào cái từ Start Now nè Hoặc là các bạn bấm vào cái chữ Play nè Đấy là nó sẽ hiện ra vào trong giao diện khai thác nha Thì chúng ta khai thác trực tiếp trên Telegram luôn Cho nên chúng ta không cần phải tải app nha các bạn rồi à, thì cách thấy khá đơn giản các bạn chỉ việc dùng tay các bạn bấm vào cái logo nè đây các bạn bấm vào cái hình logo nè logo có cái mà bay Solana nè tức là chạy mạng Solana nha các bạn Đây các bạn có việc bấm nè sau khi mà các bạn bấm thì bên dưới nó có cái đồng coi nè nó sẽ chạy lên trên đây trên đây là cái đồng coi chính của chúng ta nha Đây khi mà các bạn bấm nè các bạn nhìn bên dưới nè đấy các bạn nhìn bên dưới nha đấy cái số đồng coi nó vơi dần nè thì cái này là cái xuất chứa của nó nha kiểu như cái kho chứa các bạn nâng cấp càng cao thì cái kho chứa này càng cao và để mình chỉ các bạn nâng cấp luôn thì các bạn bấm vào cái phần bot này nè để mà nâng cấp nha rồi mình sẽ giải thích qua một số cái thông số ở đây nha à, đầu tiên đó là cái này là cái multi tab rồi cái multi tap đó các bạn nâng cấp càng cao thì mỗi một lần các bạn bấm là chúng ta nhận được cái đồng coi càng nhiều nha. Ví dụ ở đây mình nâng cấp lên lấy level rồi cho nên mình bấm là là nó cộng 20 nè, các bạn thấy không? Đây mình bấm là nó cộng 20 nè. Còn các bạn mà mới đăng ký thì nó không có cộng nhiều đâu, các bạn nâng cấp càng nhiều thì các bạn cái mỗi lần các bạn bấm các bạn thu hồi càng nhiều, từ đó cái tốc độ thu hồi nó nhanh hơn nha các bạn rồi tiếp theo chúng ta đến với cái phần này là cái phần thứ hai này là cái phần xuất chứa nha kiểu như cái kho chứa về đó các bạn đây nè cái kho chứa là cái bên dưới nè Ví dụ mình nâng cấp mắt lên là nó chứ có thể chứa 10.000 cái đồng coi nè 10.000 nha rồi chúng ta khai thác thì nó sẽ vơi bớt như bạn đây nó vơi bớt nè rồi nó tự động nó hồi phục lại lên tới 10.000 lại rồi chúng ta tiếp tục khai thác nha rồi và cái phần uh, tiếp theo đó là cái phần này uh, cái phần này là cái tốc độ phục hồi như bạn đây À, ví dụ như là các bạn nhìn thấy cái số này nè, 3930927 nè, 3932 nè, 3937 nè, đấy. Các bạn nâng cấp càng cao thì cái tốc độ phục hồi cái đồng coi nó càng cao. Từ đó chúng ta sẽ khai thác được nhiều cái đồng coi hơn nha các bạn. Rồi kế tiếp đó là con tab bot nè. Tab bot này á là cái con bot tự động, nó tự động khai thác nha các bạn. Mỗi một lần các bạn uh, mở con tab bot nè khi mà các bạn đăng nhập á thì nó sẽ tự động chúng ta chỉ việc nhận thôi nha các bạn rồi phía bên trên này là mỗi một ngày nó cho các bạn ba lần à, à, hồi phục full full cái kho chứa lại nha các bạn này à, ví dụ như các bạn khai thác hết cái này đây mà các bạn sử dụng cái chức năng này nè đây à, sử dụng chức năng này thì mỗi một ngày nó hồi phục lại full chúng ta khai thác được ba lần full nha rồi bên này là mỗi một ngày nó cho chúng ta ba lần tăng tốc độ khai thác nha các bạn thì các bạn tận dụng hai cái chức năng này để mà chúng ta khai thác nhiều cái đồng coi hơn nha rồi và tiếp theo thì các bạn bấm vào cái phần rep nè, phần rep này đó là cái phần đi uh, tuyển rep nha các bạn. Đây. Thì các bạn có thể mà copy nè, ở đây có cái đường link nè. Các bạn có thể copy để đi mời bạn bè người thân để tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Đây phía bên dưới nè, à, bạn bè của các bạn nằm ở bên dưới nha. Rồi các bạn bấm vào cái phần tag nè. Thì ở đây á, nó có một số cái chức năng như rồi tại đây á, thì các bạn có thể có làm những cái nhiệm vụ nha các bạn đây nè ví dụ như là các bạn có thể dồn vào những cái trang social của nó dồn vào trang telegram nè dồn vào follow trang twitter nè rồi vào trang website của nó để mà các bạn có thể mà à, nhận thêm cái đồng coi của dự án nha. Rồi đặc biệt là các bạn connect với Solana Wallet nè, tức là các bạn liên kết với cái ví Solana nha. Nào, và các bạn nhớ liên kết là liên kết cái ví Phantom này nha các bạn. Thì cái ví Phantom này á, mình đã có làm một cái video để mà hướng dẫn các bạn à, liên kết á, cái mục này nè với cái ví Phantom nha. Thì các bạn bấm vào cái phần ghi bình luận á, mình có để cái video đó hướng dẫn các bạn, các bạn có thể làm theo nha. Đây các bạn à, liên kết với cái ví Phantom nó hiện lên cái tích như thế này, Đấy ra các bạn có thể nhận thêm cái đồng coi của dự án nha rồi cái phần lít này á, là cái phần mà à, chúng ta đang ở cái lít nào thôi các bạn không quan trọng nha rồi cái phần rep nè rep tách á, tức là các bạn à, nhiệm vụ mời bạn bè nha ví dụ các bạn mời hai à, người bạn bè mời năm người bạn bè mời à, 10 người bạn bè thì mỗi một cột mốc như vậy á các bạn sẽ nhận được à, cái đồng coi của dự án nha các bạn các bạn mời càng nhiều bạn bè bạn cũng sẽ nhận được nhiều đồng coi của dự án hơn rồi tiếp theo đó là cái phần, cái phần này là cái phần thống kê luôn các bạn. Hồi nãy mình nói cho các bạn đó, đây là thống kê hiện tại có 28 triệu người tham gia nè, à, số người tham gia khai thác tích cực hàng ngày là là 13 triệu nè. đấy đây là số lượng nó thống kê số lượng đồng coi mà chúng ta khai thác thôi. Còn cái phần chính giữa cái phần tab này là trang chủ nè. đấy các bạn cứ việc vào đây các bạn bấm vào cái logo nha. Thì à, à, mình có một cái mẹo cho các bạn khai thác nhanh hơn nha. Các bạn có thể chậm năm đầu ngón tay lại chậm năm đầu ngón tay lại luôn các bạn bấm vào cái logo nè từ đó chúng ta sẽ khai thác nhanh hơn nha các bạn đấy thì đây là một dự án có cộng đồng khủng nhất ở thời điểm hiện tại mà bất cứ một cái dự án nào cũng vậy các bạn một dự án mà có cộng đồng lớn á cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn những dự án khác nha các bạn thì đây là một dự án có cộng đồng tốt nhất luôn cho nên các bạn không nên bỏ qua nha. kiểu như đây là kèo phải nói là kèo ăn chắc đó các bạn rồi và cái đường link đăng ký cũng như là những video hướng dẫn kỹ hơn á mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau